Đấy, nhớ là câu chuyện này, thế là viết cái bài này. Hôm nay một món quà tặng cho dấu ấn huyền thoại và tất cả chị em yêu loài hoa Cúc Hòa Minh. Nghe một bài của Đình Văn, nhớ là một quyết định ngày xưa mang tên Cúc Hòa Minh. Cùng hoa.